Những lời sau cùng của Vũ Hoàng Anh Ngọc, thường được biết đến với nghệ danh Hot Girl Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng, vào chiều 9 tháng 5 năm 2019 diễn ra sau những giọt nước mắt. Ngọc Miu nhận sai. Ngọc Miu xin được khoan hồng và mong trở về với con. Ngọc cũng nhắc về người tình Văn Kính Dương, người đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố ở 5 tội danh và đề nghị mức án tử hình. Những ai từng biết đến Ngọc Miu trước đây đều cảm thấy nuối tiếc. 17 tuổi, người đẹp theo gia đình vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Từng là hoa khôi của một trường trung học khi tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch vào lớp 11 và nổi lên như một hot girl. Ngọc Miu cũng dở dang việc học khi không hoàn thành hết cấp 3 và kết hôn với một thiếu gia. Cặp đôi nhanh chóng ly hôn sau một năm. Một thời gian sau, nhờ vẻ đẹp khả ái và nóng bỏng, cô được giới thiệu vài mối quan hệ với giới giải trí, xuất hiện trong các MV của nam ca sĩ nổi tiếng. Trước khi là người tình của Văn Kính Dương, cô từng là người tình trong phim ảnh của những nam ca sĩ này. Ngọc Miu từng khai trước tòa rằng vì có tình cảm với Văn Kính Dương nên bất chấp việc biết Dương đã có vợ con, Ngọc vẫn chung sống với Dương như vợ chồng và sinh con với Dương. Đến nay cháu bé đã 3 tuổi. Ngọc còn có một con với chồng trước, năm nay đã 6 tuổi. Tôi biết việc tôi đã ra là phạm tội, là tội nghiêm trọng và tôi nghĩ là tội xấu. Tôi xin bị tòa xem xét tất cả các bị cáo làm của tôi, vì tất cả các bị cáo làm của tôi, mọi người đều có hoàn cảnh khó khăn riêng. Tôi đã lợi dụng vào lòng tin của các bị cáo để làm việc cho tôi, nên chỉ mong xin tòa xem xét lại nhanh tất cả các bị cáo mà đã làm cho tôi. Còn tôi cũng xin thứ ba giảm nhẹ phạt cho tôi để có cơ hội làm lại cũng như các bị cáo khác. Trong 9 đồng phạm bị đưa ra xét xử liên quan đến nhóm tội danh về ma túy, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị bị cáo Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Đắc Huy, Lê Hương Giang mức án tử hình với vai trò giúp sức tích cực cho Dương trong đường dây ma túy. 3 bị cáo đồng phạm còn lại giúp sức cho Dương, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 25 năm tù đến án chung thân. Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc, người tình của Dương, bị đề nghị mức án 20 năm tù với hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo cơ quan điều tra, thời gian đầu, Văn Kính Dương ban đầu bán ma túy vài bánh nhỏ lẻ cho một số đầu mối ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng từ năm 2016, lao vào vòng xoáy lợi nhuận, mở xưởng sản xuất ma túy, tạo mạng lưới tiêu thụ ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh cho tới Hà Nội, Hải Phòng. Đến khi bị bắt vào tháng 4 năm 2017, Văn Kính Dương đã cho ra lò 124 kg bột ma túy nguyên chất. Với số bột ma túy nguyên chất này, Dương pha chế cho ra 120 kg ma túy tổng hợp, sau đó pha trộn với nhiều chất khác dập thành gần 500.000 viên thuốc lắc. Để thuận tiện cho việc sản xuất ma túy, đường dây này đã sử dụng các chứng minh nhân dân giả để thuê các địa điểm là khu biệt thự biệt lập ngay trung tâm và vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm triệt phá đường dây này, ngoài số ma túy khủng trị giá khoảng hơn 200 tỷ đồng, công an còn thu giữ nhiều tỷ đồng tiền mặt, 7 ô tô, trong đó có cả siêu xe, kê biên 3 căn hộ với tổng trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Dự kiến ngày 14 tháng 5 năm 2019, tòa sẽ tuyên án đối với các bị cáo.